kill me. Dạ. Mà sao mình nói hay đâu mình không thấy. Wow, phải nghe thấy cái gì trời? Không, em học đây đi, điểm danh. Chủ yếu điểm danh thôi chứ học hành gì đúng không? Dạ. Trên lớp có còn học nữa, học online. Cái này là cái bớt hay là cái ấy vậy? Cái màu xanh đó nhỉ? Ừ. Cái bớt. Mất lắm nào như mình ngủ vậy trời. Mất. Bên em mất tất mọi căn phòng luôn. Cái nào qua có vaccine không? Chạy vaccine người ta tiêm cả tháng rồi. Vaccine. Trước giờ chị cũng vậy rồi chứ khác gì đâu mà chị đổ ra vaccine. Ý là giảm ăn là nó phải giảm ký xuống chứ. Thì ngày xưa 60 ký, giờ 56 ký á. Nó nào cũng vậy á. Chị ăn mà có con là chắc 70 ký quá. Ai đẻ thì chị? Thuê người đẻ hộ. Ra tiền nhiều để làm gì? Hả? Tiền nhiều để làm gì? Thuê người đẻ hộ. Ừ. Mà nó giống, nó đâu giống mình. Sao giống được? Ủa vậy hả?
cái trứng của mình là giống mình hả? Tưởng tượng ai nuôi là người nhỏ giống người đó chứ. Nuôi trong bụng á. Dạ. Quen. Lấy bụng nó quen đau luôn hả? Về chúng chân nó hét ầm lên nè. Hả? Nó đau móng mũi cho nên gì ra được nhanh. Bạn này thằng trai không à? Nên xài thuốc hay đường đen vậy không? Thuốc nó không nhiều mụn mà cũng nào cũng này chất lượng. Làm bằng gì không? Dạ tài chính. Con đi học tại trường chưa? Chưa gì, hết qua Tết. Năm nay vẫn học online. Ủa nhà em ở trên này hả? Dạ.
Nói mình lần mai, ví dụ như lần mai ông gọi thì làm sao mà em biết được? Không, thầy này dễ nên em mới làm vậy. Chứ bình thường có nhiều thầy kêu bật cam hết buổi luôn. Cái môn cũng quan trọng lắm. Dạ. Điểm danh này kìa. Thấy tên gì vậy chị? Nhanh lấy điện thoại ra. Hết rồi, ta đây. Không, em gần cuối. Em chữ V lắm. Thật ra